Trong mắt của người phương Tây, người châu Á thường gắn liền với một hình ảnh là người đầu to mắt cận, bách khoa toàn thư, vục đầu vào những cái kiến thức sách vở và hoàn toàn chưa nếm trải kinh nghiệm tình dục. Chỉ đến thời gian gần đây, hình ảnh người châu Á mới được làm mới qua loạt phim hot như là Crazy Rich Asian và Everything's Everywhere All at Once. Còn đối với người châu Á thì sao? Những chiếc meme về việc người châu Á phải đứng đầu, đam mê trà sữa, thích nói về anime là những cái điều đầu tiên hiện lên. Đó dường như là những hình ảnh có phần không mấy tích cực. Emotional damage. Thế nhưng, người châu Á thực tế lại có nhiều ưu thế hơn là bạn nghĩ. Đặc biệt là ưu thế về mặt sinh học, tự nhiên mà họ sinh ra đã được thừa hưởng ở trong mình. Trong bài dịch có tên "Ưu thế sinh học của người châu Á là gì?" của tác giả Phương Giang, chúng ta sẽ cùng khám phá 11 ưu thế thú vị mà chỉ có thể là người châu Á sở hữu. Xin lưu ý một chút, 11 ưu thế sắp kể tới đây là những trải nghiệm và tìm hiểu cá nhân, không nhất thiết phải có cơ sở khoa học. Vì vậy nên các bạn hãy tiếp cận như những quan điểm thú vị để cùng đào sâu vào trong tương lai, thay vì quá tin tưởng và ấn định rằng chúng là đúng. Chúng mình sẽ đính bài viết gốc ở link trong phần mô tả của video cho những ai muốn tìm hiểu kỹ hơn về các thông tin này. Còn bây giờ thì hãy bắt đầu thôi. Một, mùi cơ thể nhẹ nhàng. Ưu thế sinh học thú vị đầu tiên về người châu Á, đặc biệt là người Đông Á, đó là họ có mùi cơ thể nhẹ nhàng. Đa số dân Đông Á, bất kể là nam hay nữ, đều có mùi mồ hôi khá nhẹ, không quá khó ngửi. Chúng tôi rất ít phải mua lăn khử mùi vì cái lý do này. Nhưng được cái này thì ắt là sẽ mất cái kia. Sự thật là càng nhiều mùi cơ thể thì khả năng tạo sữa mẹ ở người càng lớn. Tuyến vú giống như là một dạng biến thể của tuyến mồ hôi đầu tiết, có liên quan trực tiếp đến khả năng tạo ra sữa mẹ. Bởi vì vậy, tỷ lệ không đủ sữa mẹ ở phụ nữ Đông Á cao hơn đáng kể so với phụ nữ phương Tây. Nguyên nhân chính là do hiện tượng đột biến trong gen loại bỏ mùi cơ thể. Ngoài ra, người Đông Á không có nhiều dầu ở ống tai ngoài, thay vào đó nó khá khô. Tin tốt ở đây là chúng ta không cần phải lấy dây tai mỗi ngày. Thứ hai, da vàng thích hợp với cả HDR, phù hợp hơn cho việc chụp ảnh. HDR là chế độ chụp tăng thêm độ tương phản màu sắc của bức ảnh, giúp bạn chụp được bức hình tuyệt đẹp cho các tình huống có độ tương phản cao. Thông thường khi chụp ảnh, người ta cần phải điều chỉnh ISO để có được độ phơi sáng như ý muốn, và ISO sẽ là thứ làm cho ảnh bị nhiễu, kém sắc nét. Thế nhưng, làn da vàng của người châu Á khó bị phơi sáng quá mức khi chụp ảnh. Trong các tấm hình, làn da vàng vẫn giữ được toàn bộ các chi tiết của vùng sáng và độ tối với độ tương phản tuyệt vời. Nó có thể thích ứng với các khung cảnh khác nhau và không bị hạn chế nhiều về loại ánh sáng. Da vàng không đòi hỏi nhiều cho việc cân bằng trắng và cũng phù hợp để chụp chung với hầu hết mọi người, da đen với da vàng với da trắng, vân vân. Thứ ba, vẻ bề ngoài, nhìn trẻ trung. Đã bao giờ bạn tự hỏi là tại sao người châu Á luôn nhìn trẻ hơn hẳn so với người phương Tây, dù họ ở cùng một độ tuổi và giới tính hay là chưa? Với cùng điều kiện dinh dưỡng, người Đông Á trung bình trưởng thành về mặt sinh dục muộn hơn so với các sắc tộc khác. Một người đàn ông Đông Á 28 tuổi có thể trông như là anh Tây 18 tuổi. Bởi vì người Đông Á là dạng hoàn thiện nhất, là ví dụ rõ rệt nhất của khái niệm chậm phát triển sinh lý. Khái niệm này trong tự nhiên thường được hiểu là hiện tượng con trưởng thành không thay đổi hình thái hoàn toàn mà vẫn giữ lại một số đặc điểm của kiểu hình con non. Thứ tư, phân bố chất béo đồng đều trên cơ thể. Ưu thế thứ tư của người châu Á là phân bố chất béo đồng đều trên toàn bộ cơ thể. Không khó để nhận thấy người châu Âu và châu Phi thường có đôi chân thon và dài. Đây là điều rất ít gặp ở người Đông Á. Nhưng bù lại, mặc dù không có đôi chân dài mảnh khảnh, nhưng người Đông Á lại phân bố chất béo khá đều trên cơ thể. Hiện tượng béo phì chỉ tập trung vào một số bộ phận nào đó của cơ thể, ví dụ như là một người có bụng mỡ nhưng mà cổ chân thì nhỏ xíu. Thường là thứ cũng rất hiếm khi xảy ra với cả người Đông Á. 5. Ít lông trên cơ thể và làn da láng mịn. Mặc dù tự ti về mật độ lông trên cơ thể vẫn là tình trạng dễ gặp giữa các chị em châu Á, nhưng mà có thể nhìn chung, người châu Á có ít lông trên cơ thể, cũng như là có làn da láng mịn hơn. Người Đông Á được sinh ra với rất ít lông trên người và làn da thì nhẵn nhụi. Điều này khiến cho cảm giác khi chạm vào làn da rất dễ chịu. Làn da trơn nhẵn, cảm giác này giống như là lụa satin nhưng mà không quá trơn, là đặc điểm nổi bật thú vị của người châu Á. Lông của người Đông Á cũng chỉ mọc ở những chỗ cần mọc mà thôi. 6. Là ngồi xổm. Ngồi xổm có một cái tên tiếng Anh rất thân thương, mang đậm dấu ấn của người châu Á, đó là Asian Squat.
dáng ngồi xổm này chủ yếu đến từ việc so với cả việc ngồi trên bồn cầu thông thường, thì việc ngồi xổm giúp cho làm chống đại tràng hay là đi cầu dễ hơn. Điều này khiến cho các chất độc chứa vi khuẩn gây bệnh trong đường ruột không còn khả năng tích tụ nữa. Và như thế cũng có nghĩa là dân Đông Á dễ dàng giải quyết nỗi buồn ngoài thiên nhiên hơn. Trong khi người phương Tây nếu trong hoàn cảnh phải đi cầu ở một môi trường tự nhiên ấy, thì họ sẽ phải ôm gốc cây cho chắc chắn do họ không thể ngồi xổm một cách vững chãi được. Hãy thử tưởng tượng nếu như đây là trường hợp họ đang đóng quân ở trong rừng. Ngoài ra, nói về quân đội, ngồi xổm cũng giúp cho binh lính di chuyển nhanh hơn trong các bong ke thấp, từ đó giúp thay đổi vị trí bắn nhanh hơn. Người da đen và da trắng không thể làm điều này, nên lính của họ sẽ chậm hơn ở trong bong ke, thậm chí là phải quỳ và bò thì mới di chuyển được. Cũng liên quan tới dáng ngồi xổm, người Đông Á khi sinh ra có cơ thể phù hợp với động tác bật tôm, nghĩa là họ có phản ứng tốt hơn về mặt thể chất, tức là họ là những cái người khá nhanh nhẹ. 7. Thể chất bẩm sinh tốt hơn trong việc kết hợp, giữ thăng bằng và nhanh nhẹn. Ưu thế tiếp theo của người châu Á là về thể chất bẩm sinh trong việc tương thích cho các môn thể thao khác nhau. Những môn thể thao mà người Đông Á chơi rất tốt đó là bóng bàn và cầu lông, bởi vì chúng là các môn thể thao tránh tiếp xúc vật lý trực tiếp, tập trung vào việc cần phải duy trì thể chất cân bằng, yêu cầu sự bền bỉ, tốc độ di chuyển và quan trọng hơn hết là kiểm soát chính xác các nhóm cơ nhỏ ở cổ tay. Về phương diện thể chất, người Đông Á là chùm trong bộ môn gọi là súng ngắn chiến thuật cự ly 10m. Thử nghĩ về những kẻ đối đầu khó khăn nhất của quân đội Mỹ mà xem. Đó là kamikaze hay là những cuộc tấn công cảm tử của Nhật trong Thế chiến thứ 2. Đó là quân viện trợ chống Mỹ viện triều của Trung Quốc trong chiến tranh Triều Tiên. Đó còn là Việt Cộng ở trong chiến tranh Việt Nam. 8. Thích sự yên bình, tỷ lệ tội phạm thấp. Bất ngờ chưa? Người châu Á ít tội phạm là đến từ ưu thế sinh học của họ. Nồng độ testosterone thấp ở dân Đông Á làm giảm khả năng phạm tội bộc phát. Bởi vì hormone sinh dục thấp, người Đông Á thường tập trung làm việc chăm chỉ và xây dựng gia đình hòa thuận hơn là tham gia vào các mâu thuẫn xã hội. Nhưng điều này cũng là rào cản khi rất khó để tạo ra các cuộc bạo loạn nhằm có quyền lực công bằng. Người Đông Á rất giỏi trong việc chịu đựng khó khăn, ví dụ như là những lúc tình thế xã hội tồi tệ hay là môi trường sống kinh khủng. Và tâm trạng của họ cũng rất ổn định, họ chịu đựng được nên đôi khi họ tự tước đi những cơ hội để đòi sự công bằng cho chính mình. Thứ 9. Thuyết chọn lọc K. K selection, sinh đẻ muộn hơn, ít hơn và chất lượng hơn. So với người châu Âu và châu Phi, người Đông Á có tỷ lệ sinh đôi thấp nhất và thời gian mang thai trung bình lâu nhất, 42 tuần. Chiến lược sinh sản được thể hiện trong các đặc điểm sinh lý là sinh con muộn hơn, ít hơn và chất lượng hơn. Ưu điểm của việc trẻ lâu như đã nói ở trên là làm hoãn sự phát triển của các bộ phận khác trong quá trình phát triển song hành về não và cung cấp nhiều tài nguyên hơn cho sự phát triển của não bộ mà các em bé hầu như phát triển não trong vài tuần cuối ở trong bụng mẹ. Đây là lời giải thích thỏa đáng cho việc vì sao người Đông Á có dung tích não trung bình cao nhất, 1.364 cm³. 10. IQ cao, khả năng tổ chức mạnh, tính kỷ luật hơn. Đặc điểm về phẩm chất của các sắc tộc ở các khu vực khác nhau chủ yếu là để thích nghi với địa phương. Người Đông Á sinh sống trong những khu cộng đồng nông nghiệp, cần thiết phải đối phó với các mối quan hệ phức tạp giữa người với người. Điều này đòi hỏi một khả năng về mặt IQ nhất định và giảm mức độ testosterone. Do đó, người Đông Á làm tốt hơn trong việc xử lý các vấn đề phức tạp liên đới nhiều bên, dễ dàng hòa đồng với người khác và có tính cách nhẹ nhàng hơn. Đông Á không phải là nơi đầu tiên xây dựng một nền văn minh, nhưng là nơi duy trì ổn định xã hội lâu nhất nhờ vào sự lãnh đạo tài tình trong văn hóa và giáo dục. Trong môi trường này, những cá nhân có chỉ số IQ cao hơn, khả năng tổ chức mạnh mẽ hơn, kỷ luật hơn sẽ có khả năng đạt được những lợi thế phát triển nhất định. Nhìn chung, người Đông Á tập trung nhiều vào giáo dục và cũng giống như là người Do Thái, điều họ quan tâm nhất là đầu tư vào giáo dục. Mức độ thông minh ở các khía cạnh khác nhau bị ảnh hưởng nhiều từ giáo dục. Sự khác biệt về trình độ học vấn giữa các nhóm dân cư khác nhau là do ảnh hưởng văn hóa hơn là do các yếu tố di truyền. Nền tảng văn hóa của người Đông Á khiến các gia đình coi trọng giáo dục và trình độ học vấn trung bình của họ khá cao. 11. Tỷ lệ trao đổi chất chậm nhất. Tỷ lệ trao đổi chất là thứ sẽ cho ta biết mức năng lượng tối thiểu mà cơ thể cần để đảm bảo duy trì các hoạt động bình thường là ở mức nào. Và vì có tỷ lệ trao đổi chất rất chậm cùng với một loại thuốc, người Đông Á chỉ cần uống ít hơn. Cụ thể là đối với các gen chuyển hóa thuốc, người da vàng trao đổi yếu hơn, trong khi người da trắng lại chuyển hóa thuốc cực mạnh. Do sự khác biệt về mặt di truyền, trong các điều trị bệnh liên quan đến các axit như là loét dạ dày, người châu Á chỉ cần dùng một nửa liều lượng của người phương Tây mà vẫn cho hiệu quả tương đương.
Tóm lại là, có thể thấy rằng người châu Á nói chung và người Đông Á nói riêng là nhóm người vô cùng thú vị. Bởi vì ngay từ khi sinh ra, họ đã mang trong mình những ưu thế sinh học độc đáo ở một vị trí khác hẳn so với những sắc tộc khác. Vì vậy, nếu như mà bạn có vô tình cảm thấy người châu Á đang thiệt thòi về cái này cái kia, thì cũng đừng nên quá suy nghĩ, bởi vì chúng ta cũng có một bộ gen vượt trội ở rất nhiều điểm khác của người da vàng. Bạn nghĩ sao về những thông tin vừa rồi? Có điều gì thú vị về người châu Á mà chúng mình chưa nhắc đến? Bạn hãy comment ở phía bên dưới cho Spider Room biết nhé! Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video này. Hy vọng rằng hôm nay chúng ta đã cùng nhau thu thập được một điều gì đó thật hay ho và bổ ích. Đừng quên subscribe kênh của Spider Room để chúng mình còn được gặp nhau ở trong những video lần sau nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. See ya!